Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay, ban biên tập của chúng tôi đã tổng hợp những trái cây đang mang lại thu nhập cao cho bà con nhà vườn. Trong đó thì có cây cà na ở miền Tây, dưa pepino tím ở Đà Lạt. Người dân sản xuất thuận lợi, đời sống khấm khá hơn là yếu tố góp phần rất lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Lâm Đồng đang hướng đến nâng cao đời sống của nông dân từ nông nghiệp sạch hữu cơ. Mời bà con điểm qua thông tin nổi bật ngày hôm nay. Lâm Đồng chuẩn bị 1.000 chậu dưa pepino đón Tết 2019. Kiếm 200 triệu mỗi năm từ 3 cây cà na Thái, mời bà con đến Vĩnh Long tìm hiểu. Đồng Tháp phát triển nhãn hiệu sen Tháp 10, biểu tượng cũng là thương hiệu của nhiều sản phẩm của tỉnh. Nông dân Lâm Đồng nuôi vịt đẻ trứng siêu nạc từ Pháp trên ao cá. Thưa bà con, vì mới xuất hiện chưa lâu nên dưa hấu pepino đang là trái cây ngoại được người tiêu dùng săn đón. Để đón đầu thị trường, từ đầu tháng 10 năm 2018, tức là cuối tháng 8 năm 2018 âm lịch cho đến nay, trang trại Định Farm của thành phố Đà Lạt, trang trại sản xuất rau qua có tiếng tại Lâm Đồng, đã xuống giống trồng và chăm sóc 1.000 chậu dưa pepino để mà kịp thu hoạch, tiêu thụ vào dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019. Theo nhà vườn thì dưa pepino tím này cao giá hơn là pepino vàng. Vì sao lại có sự chênh lệch giữa hai loại này? Mời bà con cùng tìm hiểu thông tin sau đây. So với cùng kỳ năm ngoái, Định Farm sản xuất thêm 300 chậu dưa pepino tím. Trước đó, từ tháng 4 năm 2018 đến nay, Định Farm đã thử nghiệm thành công và hoàn chỉnh quy trình sản xuất trên 300 gốc dưa pepino màu tím này. Năng suất ban đầu của giống dưa pepino tím chỉ bằng khoảng 50% giống dưa pepino vàng, nhưng nhờ hương vị khác biệt nên giá thành bán ra cao hơn từ 30 đến 40%. Lợi thế của sản phẩm dưa pepino chậu ở Định Farm, vừa sử dụng chức năng cây cảnh trang trí, vừa thu hoạch ăn quả tươi hoặc là chế biến trong nhiều món ăn khác nhau. Sau đó có thể đưa cây ra khỏi chậu và trồng trực tiếp xuống đất để chăm sóc ra hoa, tiếp tục thu hoạch các lúa quả mới. Tiếp tục mời bà con và quý khán giả cùng tìm hiểu về một loại cây trồng khác. Khi nghe qua thì có vẻ là rất quan dại, bởi vì xưa nay thì nó chỉ được trồng để tấn bến sông, không cho đất bị lở ở miền Tây. Nhưng mà nay nó đã trở thành một loại cây trồng chủ lực mang lại thu nhập rất cao cho một số nông dân. Bà con có biết đó là cây gì không ạ? Đó chính là cây cà na. Do nhu cầu cà na trái ngày càng tăng cao cho nên là cây cà na cũng được nhiều nông dân tìm trồng. Mà đặc biệt đây chính là giống cà na Thái đó luôn anh Minh Thiện. Và giống này thì có trái to và thịt không có chát như cà na truyền thống. Ban đầu chỉ với 3 gốc cà na Thái trồng ở bên hiên nhà, anh Nguyễn Văn Nhẫn ngụ ở ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long đã nhân giống và đem trồng xen canh với nhãn, đã giúp cho gia đình anh có thu nhập ổn định với 200 triệu đồng một năm. Trong khi nhiều bà con trên địa bàn các xã Cù Lao, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đắn đo lựa chọn loại cây trồng thay thế cho cây nhãn sau khi bị dịch bệnh chổi rồng bùng phát, thì anh Nguyễn Văn Nhẫn lại chọn cây cà na Thái để gắn bó. Anh Nhẫn cho biết, ba cây cà na Thái này được trồng 10 năm. Cây cà na phát triển rất mạnh, mặc dù không cần phải chăm sóc hay tưới phân, chỉ sau 1,5 năm đã bắt đầu cho trái rất sai. Từ đó, anh Nhẫn đã mạnh dạn nhân thêm hơn 100 cây giống trồng xen trong vườn nhãn của gia đình. Anh Nhẫn cho biết, cà na Thái có nhiều đặc điểm nổi trội như trái to, bóng, không chát nên rất được thị trường ưa chuộng. Chính vì lẽ đó mà anh bán hàng rất dễ dàng, thậm chí không cần phải đi chào hàng, đã có thương lái chủ động liên hệ để đặt mua. Mỗi năm anh Nhẫn thu 200 triệu đồng từ cà na. Anh còn hỗ trợ cây giống cho rất nhiều đoàn viên khác tại địa phương. Hiện nay đang là thời điểm thu hoạch quýt đường chính vụ, nhưng mà nhà vườn ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang lại không có quýt để bán. Nghe anh Minh Thiện nói thông tin này thì tôi khá là bất ngờ, bởi vì quýt đường Long Trị chính là đặc sản của tỉnh Hậu Giang mà hiện nay lại không có bán như vậy, thế nguyên nhân ở đâu ạ? Hiện tại thì nhà vườn ở đây đang rất lo lắng để có thể khôi phục lại diện tích quýt bị bệnh vàng lá thối rễ. Bệnh này thì đang hoành hành trên các loại cây có múi, đặc biệt là cây quýt, khiến cho nhà vườn rất là khó để có thể giữ lại diện tích quýt cho trái xài triệu quả như là thời hoàng kim. Mời bà con cùng xem thông tin cụ thể sau đây. Nguyên nhân do dịch bệnh vàng lá thối rễ gia tăng, nhiều nhà vườn phải đóng bỏ cả vườn và bắt đầu cải tạo trồng mới lại hoặc chuyển sang trồng loại cây khác. Một vài nhà vườn trồng quýt đường có trái để bán trong thời gian này, một ngày thu hoạch cũng chỉ vài chục ký, bán lẻ cho khách quen với giá dao động từ 30 đến 50 ngàn đồng một ký tùy phẩm chất trái. Xã Long Trị hiện có 195 hectare quýt đường, trong đó hơn 80 hectare bị bệnh vàng lá thối rễ gây hại. Riêng gần 26 hectare trong hợp tác xã quýt đường Long Trị đã xây dựng nhãn hiệu thì có 80% diện tích bị nhiễm bệnh. Thực hiện đề án khôi phục trồng quýt đường Long Trị giai đoạn 2017-2020, thị xã Long Mỹ đã hỗ trợ nông dân kỹ thuật
nguồn cây giống chất lượng cải tạo được 9 hecta. Đang ở miền Tây thì chúng ta cũng giới thiệu thêm cho bà con và quý khán giả một cái biểu tượng đẹp của tỉnh Đồng Tháp luôn. Đó là hình ảnh hoa sen. Huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp gieo trồng hàng năm từ 150 hecta cho đến 200 hecta sen, sản lượng từ 110 cho đến 147 tấn một năm. Và huyện đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển nhãn hiệu sen Tháp 10. Lấy ý tưởng từ sen mà nhiều mô hình khởi nghiệp của người dân cũng đã thành công. Để tiếp tục phát huy lợi thế từ cây sen, địa phương này vừa trồng sen vừa chế biến các sản phẩm từ sen, nâng dần thương hiệu. Hiện nay, các sản phẩm được chế biến từ cây sen trên địa bàn huyện ngày càng đa dạng và được thị trường ngày càng ưa chuộng như sữa hạt sen của cơ sở Diễm Thúy, cơ sở Sen Hồng, trà lá sen, trà tim sen, sen sấy của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Thu, rượu sen của công ty cổ phần rượu Sen Hồng, rượu sen hạt sen sấy khô, hạt sen rang bơ của công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Đồng Tháp 10, sản phẩm thô như sen lụa, hạt sen khô. Nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách đến địa phương cũng như giới thiệu hình ảnh địa phương đến bạn bè trong và ngoài tỉnh, huyện đã hình thành khu du lịch sinh thái Đồng Sen Tháp 10. Nơi đây, ngoài cánh đồng sen rộng lớn gần 100 hecta đáp ứng nhu cầu của du khách đến địa phương tham quan, ngắm cảnh, các hộ dân còn liên kết làm du lịch cộng đồng với nhiều món ăn hấp dẫn được chế biến từ sen. Cây sen đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu sen Tháp 10 năm 2016. Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sen Tháp 10 ở Đài Loan vào ngày 15 tháng 8 năm 2014. Dự kiến năm 2019, huyện đăng ký bảo hộ một số sản phẩm mới từ sen để được cấp nhãn hiệu chứng nhận sen Tháp 10 như bột sen, bột sữa sen, giải dệt từ tơ sen, quà lưu niệm từ sen. Kính thưa bà con và quý khán giả, hiện nay giá dịch ta ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã giảm mạnh so với tháng trước. Thời điểm này thì dịch ta loại đẹp và dịch lông trắng được nhiều hộ chăn nuôi bán cho thương lái chỉ còn ở mức 34.000 đến 35.000 đồng một ký. Dịch ta loại thông thường, dịch lông đen, lông xám thì có giá 30.000 đến 33.000 đồng một ký. Và giá dịch ta giảm chủ yếu là do lượng dịch tới lứa xuất bán trong dân đang tăng rất là mạnh. Trong khi đó thì nhu cầu tiêu thụ dịch trên thị trường vẫn ở mức thấp, thậm chí là còn yếu hơn trước do thời điểm này lượng thủy sản đánh bắt trong tự nhiên dồi dào, người dân còn nhiều lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. Kính thưa bà con và quý khán giả, nuôi vịt lấy trứng đã giúp cho nông dân Hậu Giang nói riêng và bà con ở miền Tây có thu nhập. Điều kiện chăn thả vịt ở vùng sông nước giúp cho vịt phát triển tốt. Vậy thì nuôi vịt ở Lâm Đồng không phải là dùng thế mạnh sông nước thì liệu mô hình này có hiệu quả cao hay là không? Mời bà con xem nông dân của Lâm Đồng nuôi vịt đẻ trứng như thế nào ở tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, thành phố Đà Lạt đã lồng ghép các chương trình dự án nâng cao chất lượng, trợ giá giống cây trồng vật nuôi, phát triển cà phê bền vững, hỗ trợ đầu tư gần 1.230 mô hình trồng hoa, vân vân. Với những tác động nói trên, bà con trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tăng cường ứng dụng quy trình canh tác mới, có kế hoạch đầu tư phù hợp với nhu cầu của thị trường ở mỗi thời điểm cụ thể. Nhờ đó đến nay, lợi nhuận bình quân trên 1 hectare đất nông nghiệp ở các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Lạt đạt 300 triệu đồng một năm. Đặc biệt với những diện tích hoa công nghệ cao, lợi nhuận đạt được từ 700 triệu đồng đến hàng tỷ đồng 1 hectare mỗi năm. Thành phố Đà Lạt đang tiếp tục khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ và kết hợp với du lịch. Đồng thời thu hút doanh nghiệp mở rộng liên kết dài hạn với hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân sản xuất và tiêu thụ mặt hàng nông sản chủ lực. Phấn đấu đến năm 2020, 4 xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Lạt có thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng một năm. Rõ ràng là đời sống người dân đã dần thay đổi nhờ những mô hình làm ăn hiệu quả. Nông dân đã mạnh dạn làm ăn tập thể để tìm đầu ra cho nông sản. Xu hướng chăn nuôi tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được phát triển tại Lâm Đồng. Thực tế là đã có nhiều mô hình chăn nuôi trang trại xuất hiện. Hiện nay, toàn tỉnh có 591 trang trại chăn nuôi, tăng 329 trang trại so với năm 2013. Trong đó thì người dân nuôi gà, vịt, chim cút chiếm số lượng nhiều, rồi đến heo, bò, dê. Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi như Công ty cổ phần chăn nuôi CP Thái Lan sản xuất chăn nuôi heo, gà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Rapha Comfit Indonesia liên kết chăn nuôi heo và Công ty trách nhiệm hữu hạn Imivest Feedmill Việt Nam Malaysia sản xuất chăn nuôi gà, Công ty Đà Lạt Mill và Công ty Cô Gái Hà Lan liên kết tiêu thụ sản phẩm sữa tươi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Toàn liên kết với tiêu thụ cá nước ngọt.
Hiện nay, tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được tiêu thụ qua chuỗi liên kết chiếm 76%, tương đương với khoảng 174.000 tấn sản phẩm. Nếu như ở các tỉnh miền Tây được cho là rất là dễ chăn nuôi dịch vì có ưu điểm dùng sông nước, điều này là hoàn toàn đúng. Nhưng mà về năng suất nuôi đạt chất lượng thì tôi nghĩ là cũng cần dựa vào kỹ thuật cũng như là tay nghề. Và đặc biệt là cái cách mà người nông dân chọn giống như thế nào để phù hợp với thị hiếu để có thể thành công được nữa. Anh Minh Thiện nghĩ sao? Tôi nghĩ ở Lâm Đồng mà có thể áp dụng được mô hình nuôi vịt đẻ trứng thì cũng khá là hay đây. Nhưng mà nông dân ở đây có những thuận lợi như ở miền Tây hay không? Và phóng viên chương trình đã có ghi nhận mô hình sau đây để trả lời thắc mắc đó. Đó là bà con vẫn nuôi được vịt đẻ siêu nạc giống Pháp mà lại còn kết hợp được nuôi cả cá ở dưới ao nữa. Mời bà con cùng tìm hiểu về mô hình làm giàu của nông dân tỉnh này. Đây là trang trại chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Đình Kim ở xã Đồng Thanh, huyện Lâm Hà. Thuê diện tích mặt nước tại đập thủy lợi thôn Thanh Hà, anh dùng diện tích này để nuôi cá với năng suất vài chục tấn một năm. Nhận thấy mặt nước vẫn có thể tận dụng được, anh đã mua giống vịt Greymouth, loại vịt siêu nạc có nguồn gốc từ Pháp, là một trong những giống vịt có năng suất cao nhất hiện nay về nuôi. Ban đầu anh nuôi lấy thịt, nhưng con giống không đáp ứng đủ, nên anh quyết định nhập 2.000 vịt giống bố mẹ để nuôi vịt đẻ. Đó là cái mục tiêu của anh, nghĩa là khi mình nuôi con vịt thịt là mình chỉ tận dụng những cái nguồn phân, lúc đó mình chưa có tính cái lợi nhuận về vấn đề con vịt thịt nó là bao nhiêu. Đó, nhưng khi anh nuôi con vịt giống này thì lúc đó còn anh thấy không có lợi nhuận, về mức độ tăng trưởng nó nhanh, hai nữa là nó chờ lợi nhuận tốt. Phía dưới là cá rô phi, cá trắm, cá mè, mỗi năm đánh bắt được gần 30 tấn, thu nhập vài trăm triệu đồng. Phía trên là bầy vịt trắng bơi lội cho lãi mỗi tháng trên 200 triệu đồng nhờ bán trứng giống và vịt giống. Nuôi ở cái mục tiêu là gì, mình lấy ngắn thì mình nuôi dài thôi. Cái mình lấy lợi nhuận ở con vịt, mình đầu tư cho con cá. Đó. Bây giờ sử những cái ngành chăn nuôi của anh cho dù có vấn đề nó rủi ro hay là nó không có lợi nhuận đi chăng nữa nhưng mình vẫn lời được cái nguồn thức ăn cho cá. Tất cả những cái trang trại mà người ta đang nuôi heo bị thua lỗ trong những cái năm vừa qua cho nên là người ta đang tập trung vào ta nuôi những con ngon ngắn ngày để sử những con vịt, con gà này. Cho nên là đó là một cái thuận lợi nhất của cái ngành vấn đề coi như là cái con gia cầm, con gà hay là con vịt. Trại vịt Greymouth giống của anh Kim có 2.000 vịt mái và 400 vịt trống. Với chu kỳ đẻ trứng tối đa 280 trứng một năm trên một con mái. Mỗi tháng anh Kim thu được 40.000 trứng. Trứng giống giá 10.000 đồng một trứng. Vịt con 22.500 một con. Để đáp ứng nhu cầu ấp, anh mua 7 mái ấp trứng với giá 90 triệu đồng một mái. Mỗi mái đạt công suất 10.000 trứng một đợt. Thu nhập có thể nói rất khả quan. Nhưng theo anh Kim, nuôi vịt giống không dễ. Vịt giống đầu tư ban đầu rất cao. Ngoài ra, kỹ thuật ấp trứng cũng rất quan trọng. Vì vịt Greymouth là một trong những giống vịt đòi hỏi kỹ thuật ấp chặt chẽ. Anh Kim cho hay, nuôi vịt giống đòi hỏi phải giữ sạch bệnh, tiêm vaccine đúng tuổi và phải giữ cho môi trường thật sạch để có trứng giống sạch. Không phải là nhiều người đã dám đưa vào nuôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì nếu như khi mà nuôi ấy, thì cái kỹ thuật trong tay mình nó chưa đủ. Về cái đầu tư, về cái cơ sở hạ tầng thì nó cũng lại thiếu. Cho nên là cái người mà nuôi cái ban đầu là rất là khó khăn trong cái việc mà để có cái hiệu quả về kinh tế. Nhưng mà đến khi từ khi mà cách đây khoảng độ 2 năm trở lại về đây á, thì những người mà nuôi vịt theo đúng cái quan điểm đầu tư về cơ sở hạ tầng, rồi thì đến cái kỹ đầu tư về cái kỹ thuật, thì cái hiệu quả thì tôi thấy là hầu như là rất là đạt cao nữa là khác. Mặc dù có đàn vịt lớn, sản xuất vài chục ngàn trứng và con giống mỗi tháng, nhưng trang trại này vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu con giống trong vùng. Hiện chỉ tính riêng trên địa bàn xã Đông Thanh đã có hơn 10 nông hộ chăn nuôi vịt siêu thịt, mỗi hộ nuôi vài ngàn con. Đây là giống vịt ngắn ngày, năng suất cao và giá cả rất ổn định nhiều năm qua. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng đang rất quan tâm đến việc phát triển mô hình này để cải thiện kinh tế cho người dân. Hiện anh Kim đang tiếp tục mở rộng diện tích trại nuôi, tăng số lượng vịt bố mẹ lên để đủ vịt con cung cấp cho thị trường. Kết hợp diện tích hồ nước, vừa thả cá vừa nuôi vịt, không chỉ làm giàu cho gia đình với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, trang trại này cũng giúp cho người dân trong vùng có địa chỉ mua con giống uy tín, cùng chăn nuôi làm giàu. Chăn nuôi kết hợp thu lời cả tỷ đồng một năm thì đây quả là mô hình rất là đáng học hỏi. Rõ ràng là lợi thế sông ngòi thì Lâm Đồng không phải là số 1, nhưng mà kỹ thuật chăn nuôi đặc biệt là áp dụng công nghệ cao hay là liên kết thành trang trại thì tỉnh này đang phát huy rất là tốt. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Xin được hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.